và một tiếng hát cũng rất quan thiệp với cộng đồng của chúng ta đến chúng ta buổi sáng hôm nay, thì đến chúc vui không khí văn nghệ trong khi chờ đợi các anh chị em nghệ sĩ khác thay đổi simi để cống hiến cho những tiết mục văn nghệ thật hấp dẫn hơn. Mà mình xin được quý vị hướng về sân khấu với phần trình diễn của nữ nghệ sĩ Kim Hoa với bài nhạc Câu Chuyện Đầu Năm. Kim Hoa xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trước thềm năm mới, Kim Hoa xin chúc tất cả quý vị hưởng một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin được cảm ơn chị rất nhiều. Trời ơi, vừa đẹp mà hát hay, dễ thương quá. Thank you chị rất là nhiều. Và một tí nữa thôi chúng ta sẽ đến với các phần trình diễn live với ban nhạc sống. Bây giờ Đức Tiến sẽ mời ban nhạc Mây Trắng cùng trở về sân khấu để chuẩn bị nha. Để chuẩn bị cho chúng ta sẽ đến các phần trình diễn live rất là độc đáo, sôi động với những bài nhạc rock rất là vui tươi và có thể rời chỗ ngồi mình ra nên mình cùng nhảy với nhau. Nhưng bây giờ để chết cho phần trình diễn của Việt Entertainment, mà Đức Tiến mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của toàn ban.